Những ngày này, Nam Bộ không còn nóng khô nữa mà đã chuyển sang một kiểu thời tiết đó là oi bức. Diễn biến thời tiết chiều nay cụ thể như thế nào, chị Hồng Giao? Dạ vâng, thưa chị Mỹ Ngọc và quý vị khán giả, dự báo 3 đến 4 tiếng tới sẽ là khoảng thời gian mà chúng ta cảm thấy oi bức, khó chịu nhất trong ngày. Nóng hơn cả là khu vực miền Đông Nam Bộ, khi mà nhiệt độ hầu hết tại các nơi đều từ 34 đến 35 độ, kết hợp với độ ẩm trong không khí lúc nào cũng từ 56% trở lên. Xuống đến khu vực miền Tây Nam Bộ, độ ẩm ở đây còn cao hơn, phổ biến tại các nơi đều trên 60%, còn về nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng 32-34 độ, riêng có Châu Đốc chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Trời oi bức thể hiện qua chỉ số nóng bức hay còn gọi là heat index. Như tại thành phố Cần Thơ, dự báo nhiệt độ sẽ vào khoảng 33 độ, kết hợp với độ ẩm trong không khí 70%, chỉ số oi bức sẽ lên tới 43 độ. Thời tiết oi nóng dễ gây mệt mỏi, chúng ta nên uống nước thường xuyên và mặc quần áo rộng rãi để cơ thể thoát mồ hôi tốt hơn. Về chiều tối nay thì Nam Bộ vẫn sẽ xuất hiện mưa dông, diện tích khoảng 1/3 khu vực, tập trung ở các nơi Bình Phước, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, cục bộ sẽ có điểm mưa vừa, mưa to. Quý vị cần đề phòng gió giật và lốc sét nguy hiểm. Chuyển sang thông tin thời tiết tại thành phố Phú Quốc, dự báo chiều tối và đêm nay sẽ xuất hiện mưa, còn ban ngày thì trời vẫn có nắng, bầu không khí ở đây dễ chịu hơn trên đất liền, nhiệt độ sẽ vào khoảng 31 độ. Chuyển sang thông tin dự báo thời tiết trên biển, dự báo chiều nay vùng biển từ Cà Mau cho tới Kiên Giang sẽ xuất hiện mưa trong rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra về lốc xoáy và gió giật, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Với vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau, mưa sẽ xuất hiện vài nơi, có gió đông nam cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.